Nguyễn Ngọc Nga. Nhà ngươi phải chết. Bây giờ đi đâu xin việc cũng không được nhận. Cạn tiền, bạn bè cùng chung cảnh ngộ, thằng nào cũng thất nghiệp hết, đâu có ai lo được cho ai đâu. Bà chưa kể, tôi còn mẹ già ở nhà chưa lo. Tại sao ông bắt tôi chết? Ngươi là nguyên nhân của mọi dịch bệnh mà chết ai? Và không chỉ một mình ngươi chết đâu. Nhưng tại sao lại là tôi? Nói là xem, lúc nãy người đã ăn gì? Như cũ. Hết rừng tới luôn mấy nơi. Ngươi phải trả giá. Và không chỉ một mình ngươi phải chết đâu. Chết đâu. Chết đâu. Chết đâu. Chết đâu. Trước khi đại dịch kinh hoàng bùng phát nguy hiểm đến tính mạng con người, mà nguyên nhân chính là việc săn bắt giết thịt động vật hoang dã.